Bố tên là Vũ Trọng Hùng, 74 tuổi. Và bố không có vợ. Đây là bạn trai của mình. Bạn tên là Nhật Linh, nhưng mà bạn 17 tuổi. Khi mình nói là con không phải bị bệnh, mà chỉ có điều là người ta có cảm xúc với con trai thì con có cảm xúc với con gái. Vậy thôi, và con cũng đi làm, con cũng có bạn bè, cũng cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều người trong cuộc sống khác, nên không có điều gì mà con phải xấu hổ. At that time, I felt very strong in my heart that one day Vietnam will be just like Sweden now, that the rainbow flag can wave freely in every place at every corner of the city. I really wanted it to happen in Vietnam one day, even though the path is long, even though it would take a long, long time. But I believe that if someone works hard on it and together with others, we can achieve it. That is why I started VietRight in 2012, as I believe that no matter how difficult something is, everything is got to start somewhere. That is why I started it.